Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với chuyên mục Năng động thích ứng, Diễm Loan xin mời quý vị cùng đến với thông tin sau đây. Thưa quý vị, lựa chọn đại học, cao đẳng để viết tiếp ước mơ đèn sách là giấc mơ của đa số các em học sinh. Tuy nhiên, có một thực tế là việc không được tiếp cận với các thông tin tuyển sinh đầy đủ, nên dẫn đến việc không ít thí sinh đã chọn ngành, chọn nghề không phù hợp với khả năng và mong muốn của mình. Từ đó khiến cho sinh viên thờ ơ, chán nản, không có động lực học tập khi nhập học, thậm chí là bỏ học giữa chừng. Để khắc phục thực trạng này, hiện nay công tác tư vấn hướng nghiệp đã được hệ thống đại học cao đẳng trong cả nước phát triển nhằm giúp cho các em học sinh có thêm thông tin, hiểu hơn về ngành nghề cũng như trường mà mình sắp chọn lựa. Có thể dễ dàng nhận thấy là mỗi khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cận kề, các em học sinh lớp 12 lại càng trăn trở và băn khoăn hơn trong lựa chọn ngành, chọn nghề để học. Sau hơn 15 năm phát triển và đạt các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trong và ngoài nước, nên hơn ai hết, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, mã trường BVU thấu hiểu rõ thực trạng trên. Chính vì vậy mà trường đã phối hợp cùng Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam BCCI tiến hành tổ chức dự án webinar định hướng cho học sinh trung học phổ thông lựa chọn nghề nghiệp, bị động hay chủ động thuộc dự án G20 của Tổ chức Lao động Quốc tế với sự tài trợ của Cộng hòa Liên bang Nga. Webinar với mục đích chia sẻ thông tin rất có giá trị và cập nhật của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, qua đó hỗ trợ học sinh trung học phổ thông cùng với phụ huynh có những góc nhìn mới nhất và cập nhật nhất, từ đó chủ động đưa ra lựa chọn nghề nghiệp và trường học phù hợp cho bản thân. Đến cuối năm 2020, với tổng dân số là hơn 98 triệu người, Việt Nam có khoảng 1,2 triệu lao động trong độ tuổi thất nghiệp, chiếm 2,5% và có chiều hướng tăng so với năm 2019. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi năm 2020 cao hơn 7,1%. Theo khảo sát quốc tế thì hơn 50% sinh viên cho rằng họ không chọn đúng ngành, và rõ ràng điều này dẫn đến hiện tượng sinh viên bỏ học, thất nghiệp và các vấn đề xã hội khác. In Vietnam today, hiện nay ở Việt Nam về cơ cấu thì chúng ta có khoảng 35% là những công việc cần có trình độ tay nghề thấp, khoảng một chút trên 50% là đại đa số những công việc trong thị trường lao động thì chúng ta cần có trình độ tay nghề trung bình. Còn lại là khoảng 15% thì chúng ta cần có trình độ tay nghề cao. Theo dự báo về xu hướng công việc càng có trình độ tay nghề thấp thì tỷ lệ này sẽ giảm đi theo thời gian, và công việc có trình độ tay nghề cao và lao động có tay nghề cao cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Chúng tôi kết hợp bộ tài liệu là vừa có cả bản in bằng giấy có thể download ở trên mạng, nhưng cũng có cả app. Ngoài ra chúng tôi còn có cả version trong bằng website. Bộ tài liệu này ILO đã xây dựng từ năm 2014 và chúng tôi đã có một quá trình thử nghiệm lâm sàng về tâm lý ở Việt Nam. Và đến 2018 chúng tôi chỉnh sửa lại và vừa xuất bản năm 2019. Thông qua dự án, các đơn vị tổ chức hy vọng sẽ giúp thêm nhiều em học sinh tiếp cận được đầy đủ thông tin hướng nghiệp, tuyển sinh để từ đó mạnh dạn lựa chọn được ngành nghề học tập đúng khả năng và sở thích. Năm 2020, sau thành công ở mùa giải đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với hơn 30.000 thí sinh tham gia, năm 2021, chỉ sau 2 tuần phát động, vòng sơ loại mùa thứ hai đã ghi nhận sự tham gia của gần 10.000 thí sinh đến từ 1.941 trường học trên 63 tỉnh thành. Điều đó cho thấy sức hút của bộ môn trí tuệ toán tiếng Anh cũng như sự mong chờ của các học sinh Việt Nam với cơ hội được thử sức tại một trong những đấu trường toán học uy tín. Được biết, cuộc thi do tổ chức giáo dục Tuniver, đơn vị được IMU quốc tế ủy quyền, phối hợp với Swinburne Việt Nam và Ekit English tổ chức. Tuniver Education Group là tổ hợp giáo dục tiên phong trong sứ mệnh giúp học sinh Việt Nam tiếp cận với các nền giáo dục hiện đại và trở thành công dân toàn cầu thông qua việc xây dựng và cung cấp các chương trình bổ trợ kiến thức bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Do đó, đến với IMU 2021, học sinh sẽ rèn luyện được nhiều kỹ năng như ngôn ngữ hội nhập, tư duy logic, phân tích và phản biện. Sau gần 2 tháng khởi động, vòng chung kết quốc gia IMU 2021 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7.
5 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khối của từng khu vực Bắc Trung Nam sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Hàn Quốc và có cơ hội giành được nhiều suất học bổng du học trong tương lai. Tiếp theo chương trình, Diễm Loan xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Năng động thích ứng ngay sau đây. Thưa quý vị, nếu như trước đây chiếc khẩu trang là một mặt hàng tiêu dùng thông dụng trong cuộc sống thường ngày, thì trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với những diễn biến có thể nói là khá phức tạp, chiếc khẩu trang đã dần trở thành một sản phẩm vô cùng thiết thực để có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong công tác phòng chống dịch. Vì vậy, kinh doanh khẩu trang còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vậy câu hỏi được đặt ra đó là làm thế nào để các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm khẩu trang vừa có được lợi nhuận, vừa có thể thực hiện được trách nhiệm với cộng đồng? Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này thông qua buổi trò chuyện cùng với ông Huỳnh Xuân Thiển, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Huỳnh Gia. Xin chào ông ạ. Chào Diễm Loan và chào quý khán giả. Có thể nói là tình hình dịch Covid-19 hiện nay với rất nhiều những diễn biến phức tạp thì có thể nhận thấy là chiếc khẩu trang á, nó đã trở thành một vật không thể thiếu trong công tác phòng chống dịch. Nhưng mà Diễm Loan nhận thấy là có rất nhiều những doanh nghiệp hiện nay họ đã bắt tay vào cái việc sản xuất ra chiếc khẩu trang. Và chính điều này đã khiến cho tình hình cung nó vượt cầu và không ít những sản phẩm nó bị thu hồi do là không có đạt chuẩn. Vậy thì theo ông, đây có phải là một trong những thách thức lớn đối với những đơn vị đang sản xuất kinh doanh khẩu trang hay không ạ? Hiện tại thì một số doanh nghiệp mà sản xuất giống như công ty Huỳnh Gia thì cũng đang gặp rất là khó khăn, trở ngại khi mà gặp những cái hàng mà kém chất lượng đang tràn lan rất là nhiều ngoài thị trường. Bên cạnh đó, các cái cơ sở sản xuất thiếu cái điều kiện tiêu chuẩn trong y tế, cũng như là cái hàng trôi nổi từ các quốc gia, cái sự giới hạn xuất khẩu qua các cái thị trường lớn như Mỹ và châu Âu, thì sau đó thì họ sẽ tràn qua Việt Nam theo một cái con đường tiểu ngạch hoặc là đường chính ngạch gì đó, rồi đem về Việt Nam và đóng gói theo một cái thương hiệu của Việt Nam và bán với một cái giá cực rẻ. Thì cái điều này là gây ảnh hưởng rất lớn đối với những doanh nghiệp mà sản xuất chân chính tại Việt Nam. Dạ, và trước tình hình đó thì Huỳnh Gia đã làm gì để có thể đối diện với những thách thức mà chúng ta vừa đề cập ạ? Cái tiêu chí của Huỳnh Gia là chọn cái chất lượng được đặt lên hàng đầu. Bởi vì chúng ta có thể mặc một cái bộ đồ không đẹp, nó không ảnh hưởng cái chết người, nhưng mà đeo một cái khẩu trang kém chất lượng trong thời điểm dịch bùng phát như hiện nay thì cái điều này rất là nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe của người dùng. Và đặc biệt cái biến thể Delta nó đang hoành hành tràn lan trên toàn cầu hiện giờ, thì cái việc mà đeo khẩu trang là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong công tác 5K phòng chống dịch của chính phủ chúng ta đã đề ra. Thì cái câu chuyện là Huỳnh Gia hiện tại đó, thì chúng tôi đang liên kết với một cái đơn vị sản xuất màng lọc Melplau từ Hàn Quốc, và cái công nghệ này là công nghệ phun sương hiện đại để cho cái màng lọc nó đạt được cái tiêu chuẩn mà khẩu trang N95 mang lại, là lọc được những hạt bụi siêu mịn 0.3 micromet và những virus, vi khuẩn có cái kích thước siêu nhỏ có thể lọc được. Và đặc biệt cái virus corona thì nó kích thước nó nhỏ hơn 1 micromet, thì cái khẩu trang của chúng tôi đáp ứng được các cái tiêu chí này. Và được biết, Huỳnh Gia là một trong những đơn vị đang sản xuất khẩu trang kháng khuẩn và đồ bảo hộ y tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Thì theo ông, những nhà sản xuất khẩu trang sẽ phải làm gì để có thể đáp ứng được cả hai tiêu chí, đó là lợi nhuận và trách nhiệm với cộng đồng ạ? Hiện tại thì một số cái đơn vị sản xuất, họ đa số họ cạnh tranh về giá nhiều hơn là cạnh tranh về chất lượng. Đây là một thiệt thòi lớn đối với người tiêu dùng trong nước. Cái lượng hàng mà chúng tôi hiện tại thì xuất khẩu lại nhiều hơn là bán thị trường trong nước. Do đó tôi bên công ty Huỳnh Gia cũng đang nỗ lực để mà đem cái sản phẩm chất lượng này bán cho thị trường trong nước. Và đặc biệt các cái bệnh viện và các cái nơi mà tuyến đầu chống dịch thì công ty Huỳnh Gia cũng đã hỗ trợ cho trang bị cho các cái bệnh viện và trang bị cho các cái đại biểu đại hội đảng kỳ rồi, cũng như là các sở ban ngành đang đeo các cái khẩu trang và trang thiết bị của Huỳnh Gia đang sản xuất. Dạ, và một trong những điều mà chắc chắn là người tiêu dùng vô cùng quan tâm đó chính là những chiếc khẩu trang đã được chọn lựa nguyên liệu sản xuất đầu vào như thế nào, quy trình để có thể sản xuất ra một chiếc khẩu trang ra sao để có thể đảm bảo đạt chuẩn. Nhân đây thì xin nhờ ông có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết một chiếc khẩu trang của Huỳnh Gia sẽ được chọn lựa nguyên liệu và sản xuất như thế nào để đạt được những tiêu chuẩn hiện nay ạ? Nếu mà một cái khẩu trang mà để đạt được một cái tiêu chuẩn, cái đầu tiên thì cái nguyên phụ liệu đầu vào nó chiếm vị trí rất là quan trọng, gần như là 90% là cái nguyên phụ liệu đầu vào nó chiếm cái chất lượng của cái khẩu trang.
Như chúng tôi là hiện tại là chúng tôi nhập cái mail plow, cái màng lọc của Hàn Quốc về đó, thì chúng tôi có một cái hệ thống máy móc hiện đại để test cái nguyên phụ liệu có đạt hay không trước khi đưa vào sản xuất. Thì khi mà đạt rồi chúng tôi mới đưa vào tiệt trùng bằng phương pháp nano, tiệt trùng xong và ngay cả cán bộ công nhân viên khi bước vào xưởng cũng phải tiệt trùng. Tiệt trùng xong thì chúng tôi sản xuất xong rồi chúng tôi lại test lại một lần nữa và tiệt trùng lại một lần nữa trước khi đóng gói. Và khi mà chúng tôi đóng gói thì chúng tôi là đóng gói theo cái dạng mà siêu như thế này, là để nó kín đầu hai đầu lại và virus vi khuẩn không có xâm nhập. Và cái khẩu trang của chúng tôi là khi mà test á, chúng tôi test với cái một cái áp lực dầu nó khoảng 95 lít và cái lọc được những cái virus vi khuẩn với cái thước siêu nhỏ là 0.3 micromet. Và chúng ta lưu ý rằng cái virus corona thì cái kích thước nó nhỏ hơn 1 micromet. Với những cái khẩu trang thông thường á, là nó chỉ lọc được khoảng 2.5 micromet trở lên, cho nên nó không đảm bảo được rằng là cái virus nó không xâm nhập. Do đó chúng ta nên chọn những cái loại khẩu trang nó phù hợp. Và công ty Huỳnh Gia chúng tôi là cam kết là đã đạt hết tất cả các tiêu chuẩn chất lượng trên thế giới, ví dụ như là FDA, CE, các tiêu chuẩn của Mỹ như là ASTM 2001, rồi tiêu chuẩn về RENIOS và tiêu chuẩn của châu Âu như là EN149, FFP2, FFP3. Cái khẩu trang Huỳnh Gia thì chúng tôi dùng một cái loại dây mà dệt cái phần trăm spandex nó lên 95% và dệt cho cái đầu kim là 24 đầu kim. Nó khác những cái sợi dây thông thường bên ngoài thị trường, chúng ta dệt có khoảng 16 hoặc 18 đầu kim thôi. Thì cái chức năng nó co giãn nó tốt hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó đeo thời gian lâu thì nó không bị đau tai. Bên cạnh đó thì cái lớp ngoài này, chúng tôi dùng một cái loại chất 100% polypropylene và nó kháng được tia UV khi mà đeo ở ngoài trời nắng. Bên cạnh đó là bên trong thì chúng ta cũng dùng 100% polypropylene là không gây kích ứng da, không gây sạm nám da. Và đặc biệt là không hút nước đối với những gương mặt mà có da mẫn cảm. Nhân đây xin được nhờ ông sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả được biết tiêu chí nào để chúng ta có thể nhận diện được một chiếc khẩu trang là an toàn, là có thể bảo vệ cho chúng ta và đặc biệt là bảo vệ trước đại dịch Covid-19 ? Cái vấn đề là khi chọn một cái khẩu trang, chúng ta thường ra ngoài thị trường chúng ta thấy những cái câu chữ ghi là bebo FE lớn hơn 98-99% gì đó. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của bebo FE đó là viết tắt của chữ là Bacterial Filtration Efficiency, là cái hiệu suất lọc của nó chỉ lọc được những cái con vi khuẩn, virus hoặc những hạt bụi mịn ở kích thước là từ 2.5 micromet trở lên. Và chúng ta lưu ý rằng là cái virus corona chúng ta nhỏ hơn 1 micromet. Cho nên nó giống như là một cái lưới mà chúng ta thả xuống trong bao bắt cá đó, thì cái lỗ nó càng lớn đó, thì những con cá nhỏ nó dễ xuyên qua, nó đi qua một cách dễ dàng. Và virus corona nó cũng giống như vậy. Và chúng ta đừng có lầm tưởng rằng cái khẩu trang là một cái gì đó để vô cùng an toàn, là chúng ta thấy trên các cái bao bì họ ghi là diệt virus vi khuẩn gì đó trên 99% gì đó. Thì những cái đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Bởi vì cái chức năng khẩu trang nó không phải là diệt virus. Và chúng ta cũng biết là hiện nay trên thế giới thì cái COVID này chưa có thuốc chữa. Mà một chiếc khẩu trang mà diệt được con virus corona thì cái điều đó hoàn toàn nó không có đúng. Thêm một vấn đề nữa là khẩu trang nó chỉ có một cái chức năng, đó là lọc và ngăn chặn những hạt bụi mịn và những con virus nằm trên bề mặt khẩu trang, hạn chế mức tối đa nó xâm nhập vào cái cơ thể người qua đường hô hấp. Và sau đó sau khi chúng ta sử dụng xong, chúng ta tháo bỏ và bỏ đúng nơi quy định. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi mong rằng quý vị nên hiểu rõ cái khẩu trang. Do đó là khi chúng ta ra ngoài thị trường, ta chọn lựa trong cái thời điểm dịch này, chúng ta chọn một cái khẩu trang mà ghi lên cái chữ là BFFE. BFFE là viết tắt của cái chữ là Bacterial Filtration Efficiency, là cái kích thước lọc hạt bụi nó nhỏ hơn 0.3 micromet trở xuống thì mới lọc được con virus corona nó có kích thước nhỏ hơn 1 micromet. Còn nếu mà chúng ta cứ quan tâm về giá thì chúng ta rất là nguy hiểm trong cái thời buổi đại dịch, mà đặc biệt cái biến thể Delta nó lây rất là nhanh và nó rất là mạnh nữa. Thì cái tiêu chuẩn mà để đạt cái này thì thường là những cái tiêu chuẩn như là FFP2 của EN149 của châu Âu và N95 của Mỹ, thì những cái khẩu trang đó nó mới có chức năng lọc được cái virus corona trong cái thời điểm này. Do đó những khẩu trang thông thường thì tôi khuyên rằng quý vị nên cân nhắc trước khi mà chúng ta sử dụng cái khẩu trang trong cái công tác mà phòng chống 5K. Mà một vấn đề nữa là sẽ trả lời câu hỏi là khi chúng ta sử dụng khẩu trang N95 là thường đeo bị ngợp, thì những cái khẩu trang mà kém chất lượng chúng ta đeo thường hay bị ngợp khó thở là do cái trợ lực thở nó lớn hơn cái mức độ cho phép là 240 PA. Đó, do đó là những cái khẩu trang nào mà có cái trợ lực thở nhỏ hơn 240 PA thì cái
cái đó rất là dễ thở. Bên cạnh đó, trong cái mùa dịch rất là bùng phát như hiện nay, như các cái biến thể Delta rồi biến thể Lambda chẳng hạn ở châu Mỹ, thì cái việc mà sử dụng cái van thở là một cái điều hết sức nguy hiểm. Bởi vì cái van thở nó, cái tác dụng của nó thì nó có thể làm cho chúng ta thở dễ dàng hơn, nhưng mà cái virus corona rất dễ xâm nhập vào cái van thở này. Một số cái van thở kém chất lượng thì nó càng nguy hiểm hơn, do cái độ hở của cái van thở mà virus nó rất là nhỏ, nó siêu nhỏ, nó nhỏ hơn 1 micromet, nó rất dễ xâm nhập. Do đó tôi khuyên quý vị là không nên dùng cái van thở trong cái trường hợp mà mùa dịch nó đang lan tràn như thế này. Và chúng ta nên dùng cái khẩu trang N95 thông thường và có cái kích thước lọc những cái hạt bụi mịn và những cái virus từ 0.3 micromet trở xuống. Dạ, thưa quý vị, khi mà chiếc khẩu trang đã trở thành một phần trong cuộc sống gắn bó mỗi ngày với tất cả chúng ta, để ra phố, để làm việc, để đối diện với tất cả mọi người xung quanh, thì chắc chắn giá trị của chiếc khẩu trang sẽ được thể hiện khi nó thật sự bảo vệ được sức khỏe. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình và mang đến cho quý vị khán giả những thông tin rất bổ ích ạ. Xin cảm ơn chị Diễm Loan và cảm ơn quý khán giả. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống trẻ kỳ này. Diễm Loan xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.